Loại sữa tiếp 1.000k một cặp, 1.000.000 một cặp, dùng cho âm đi cục đẩy, đẹp chống cháy, bảo hành 1 năm. Có 2 màu, có đen này, có gỗ. Bảo hành 1 năm, anh em phải 95% loa tép hay là do cục nam châm và do phân tần, chứ không phải hay do khếu các bạn nhá. 95% loa tép hay là do phân tần và do cục nam châm, chứ không phải hay do khếu đâu. Test cho anh em cặp tép 1.000k có phân tần. Bên mình không dùng mạch điện tử nha các bạn nhá. Thì mạch điện tử nó không có cuộn đồng, nó không có lọc tạp âm, nó không có lọc chói nên nó rất chói tai. Đây là cặp 1.000k, đây có phân tần được chôn đặc trong này. Đây, có 2 cấp độ, mỏng tép, dày tép, cùng 350 chị. Phễu nhựa chống ngân nhá, chống vọng, không có vàng, cao 16 phân. Kép chống cháy dùng cho âm ly cục đẩy. Đây dài 1 mét rồi. Và này có 2 màu, màu đen này và màu gỗ, anh em thích lấy màu nào cũng được. Kép chống cháy dùng cho âm ly cục đẩy, bảo hành 1 năm. Rất nhiều anh em cứ hỏi là mạch điện tử hay hơn hay là phân tần hay hơn, thì tất nhiên là phân tần hay hơn rồi, vì mạch phân tần nó không có cuộn đồng nên là nó không có lọc âm lọc chói, không cuộn đồng nên là chất âm nó rất là rời rạc, nó bắn tung tóe. Chứ còn cái phân tần, đây là cặp 1.000k có phân tần được đúc chống ẩm đặc trong này rồi nên chất âm nó rất là đỉnh các bạn nhé. 1.000k dùng cho âm ly cục đẩy, vận chuyển bưu điện khắp toàn quốc. Tại sao phân tần nó hay hơn? Vì phân tần nó có cuộn đồng. Đấy, còn mạch điện tử thì nó không có cuộn đồng. Tất cả những cái phân tần mà không có cuộn đồng thì sẽ không được tính là phân tần các bạn nhé. Tất cả những cái loa mà không có cuộn đồng nào thì sẽ không được tính là phân tần. Đấy, phải có cuộn đồng thì mới có lọc âm, lọc tạp âm, lọc chói được. Chất âm nó mới đỉnh. Chất âm khi mà có cuộn đồng thì nó mới sắc nét và nó cố đúc được, sắc nhọn được. Nếu còn cái loa tép mà không có cuộn đồng thì sẽ không được tính là phân tần các bạn nhé. Anh em nên nhớ một điều, test cho anh lại như cặp 1.000k có phân tần. Bên mình tuyệt đối không dùng mạch điện tử lắp cho khách hàng, vì mạch điện tử thì ở trên Sapper nó chỉ bán mấy chục nghìn thôi nên là nó sẽ không có cuộn đồng các bạn nhé. Không cuộn đồng thì làm sao mà gọi là phân tần được. Một nghìn ca có phân tần nha, có phân tần đúng đặc chống ẩm trong này rồi. Loa siêu tép có phần tần chống chói, tuyệt đối không dùng mạch điện tử nhá. Mấy nhạc tép chất âm của một cặp tép 1.000k có phần tần cực nét. Rất nhiều anh em cứ hỏi là mạch điện tử hay hơn hay là phần tần hay hơn. Mình sẽ trả lời anh em luôn, tất nhiên là phần tần hay hơn rồi, vì phần tần nó có cuộn đồng, nó lọc âm, lọc chói, lọc tạp âm nên nó không có tạp âm phi vào tép nên chất âm nó sẽ sắc nét hơn là mạch điện tử. Mạch điện tử thì trên Shopper nó chỉ bán mấy chục nghìn một cái thôi, vì vậy nó không có cuộn đồng, vì vậy là nó rất là chói, chói như dùi vào lỗ tai luôn các bạn nhé. Mạch điện tử nó không có cuộn đồng, nó không có lọc chói, lọc âm, lọc tạp âm nên chất âm nó sẽ rất là rời rạc.
nó không bao giờ mà nó đẳng cấp như là phân tần được các bạn nhé. Mời anh em test lại chất âm của cặp tép 1000K có phân tần. Rất nhiều anh em có hỏi là mạch điện tử hay hơn hay là phân tần.